bạn đến với kênh Nguyễn Linh 0303. Hôm nay mình sẽ học về chủ đề trái đất, một chủ đề mình nghĩ là rất là hay. Nhưng trước khi vào chủ đề chính thì hôm nay có một bạn nhỏ đồng hành cùng với mình. Đó là bạn Bon Khương Duy. Bạn rất thích khám phá những vấn đề về khoa học. Mình sẽ dành một vài phút để cho bạn Bon Khương Duy giới thiệu về bản thân. Nào bạn Bon Khương Duy nói đi con. Hello các bạn, mình tên là Nguyễn Khương Duy, năm nay mình 7 tuổi, mình học trường tiểu học Linh Đàm. Rồi, ok, một chút ngắn về bản thân như thế. Trước khi mình đi vào nội dung chính, đó là trái đất hình gì, thì mình sẽ có một vài đôi chút về giới thiệu về sự hình thành của trái đất. Chắc các bạn đã nghe thấy câu là xưa như trái đất. Thế thì trái đất hình thành từ khi nào mà mọi người vẫn dùng từ là xưa như trái đất? Các bạn có biết rằng trái đất được hình thành 4,55 tỷ năm trước không? Và sự sống của chúng ta bắt đầu được hình thành là gần 1 tỷ năm trước. Vậy thì trái đất được hình thành khi nào? Thật ra thì có rất nhiều luồng trái chiều đưa ra những quan điểm về sự hình thành của trái đất. Nào là trái đất được hình thành từ một đấng tối cao nào đó hình thành lên trái đất, hoặc là trái đất được hình thành từ một vụ nổ lớn Big Bang, và các nhà khoa học tin rằng trái đất được hình thành cùng với sự hình thành của hệ mặt trời. Nhưng thật ra tất cả bây giờ vẫn đang là sự phỏng đoán và sự giả định của các nhà khoa học, chưa có một nhân chứng hay một lý thuyết, một quyết định, một cụ thể nào đưa ra rằng là sự hình thành của trái đất như thế nào. Và trái đất có một đặc điểm, một đặc thù rất là hay. Đố các bạn biết rằng tại sao lại có tên trái đất? Đây cũng là một trong những câu hỏi mà rất nhiều người hỏi mình, và mình cũng đi tìm hiểu câu hỏi này, và mình thật sự là bất ngờ, đó là đến thời điểm này cũng chưa có ai lý giải được là tại sao lại có tên trái đất và ai là người đặt tên trái đất của chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ biết rằng là trái đất là một tên rất riêng, và trái đất là một tên hành tinh duy nhất không được đặt theo tên của các vị thần La Mã hay Hy Lạp trong hệ mặt trời. Rồi, đấy là sơ qua mình giới thiệu sơ qua về sự hình thành trái đất của chúng ta. Vậy trái đất của chúng ta hình gì? Rồi bố hỏi bạn Bon là trái đất chúng ta hình gì? Hình tròn ạ. Hình tròn ạ. Các bạn có câu trả lời giống bạn Bon đã đưa ra không? Mình tin chắc rằng là 99% đều có câu trả lời là trái đất hình tròn. Đây mình sẽ đưa ra một vài hình. Trái đất có hình vuông như thế này, phải không các bạn? Câu này là hoàn toàn không đúng. Trái đất không có hình vuông. Ok. Thế trái đất có hình chữ nhật này không? Các bạn có nghĩ rằng trái đất là hình chữ nhật này không? Cũng không có, không phải là hình chữ nhật, đúng không? Các bạn biết rằng trái đất không phải hình chữ nhật, đúng không? Ok. Thế trái đất có phải là hình tam giác này không? Trái đất cũng không có hình tam giác như thế này. Rồi, và đến một bạn trẻ như bạn Bon, mới 7 tuổi, cũng đưa ra được một câu trả lời gần tương đối chính xác. Đó là trái đất là hình tròn. Thế các bạn nghĩ rằng câu trả lời này là đúng hay sai? Thật ra rất nhiều người vẫn tin rằng trái đất thứ nhất là một mặt phẳng, hình phẳng. Bởi vì nếu trái đất không hình phẳng thì chúng ta không thể sống ở trên trái đất được, không chứa được. Và 99% tin rằng trái đất là hình tròn. Bởi vì nếu không phải là hình tròn thì hình dáng của trái đất khi mà mặt trời hoặc mặt trăng chiếu thì nó sẽ không có cái bóng tròn. Đó, rất rất nhiều người đều tin rằng trái đất hình tròn, và bản thân mình trước khi tìm hiểu
cũng nghĩ rằng trái đất là hình tròn. Rồi, ok, bạn Bon đưa cho bố quả bóng này. Các bạn có tin rằng trái đất là hình tròn như trái bóng này không? Đấy, trái đất là hình tròn như 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 trái bóng này. Thật ra rất nhiều người tin rằng trái đất cũng là hình tròn như trái bóng này, và bản thân mình cũng thế, nhưng mà nó không phải là trái đất là hình tròn như cái bóng này. Và tại sao người ta hay gọi dùng từ là quả địa cầu? Đó, đây. Các bạn biết rằng đó, đây quả địa cầu đây. Mình đã mua một quả địa cầu. Gọi là quả địa cầu bởi vì trái đất là, các bạn biết rằng nó là một hình hình cầu. Hình cầu tròn gần như cái trái bóng như nãy mà mình đưa. Nhưng thật ra không phải. Trái đất có hình phẩm cầu, và hình dạng chuẩn của trái đất đó là hình phẩm cầu và bị nén hai đầu của địa cực và phình to ở đường xích đạo. Đó, nếu câu trả lời chuẩn nó là như vậy chứ không phải trái đất là hình tròn. Mình chưa kể đến cái những vấn đề ví dụ như là trên mặt phẳng của trái đất này có những độ địa lồi của núi non và lõm của ao hồ hoặc là những hang động. Nhưng mình giả sử nếu trái đất là nhẵn hết thì trái đất không là hình tròn hay là hình quả cầu tròn trĩnh, mà trái đất bị phình của đường xích đạo, bị phình to ra, và hai cực địa cầu này bị nén lại. Đấy, giống như quả bóng này. Đấy, các bạn nhìn xem, nó sẽ bị nén vào, nén như này. Đó, nén nén như này. Các bạn nhìn thấy mình góp vào đó, nó nén hai cái này và cái này nó bị phình to ra. Thế tại sao lại có hiện tượng là trái đất như vậy? Thì các bạn, mình sẽ giải thích đôi chút về hình dạng của trái đất là như thế. Nhưng trước khi như thế thì mình sẽ bật mí cho các bạn một trong những kiến thức rất là hay. Đó là vì trái đất không phải là hình tròn trĩnh hoặc hình cầu tròn trĩnh. Chính vì vậy cho nên là đường kính xích đạo, đây đường kính xích đạo, cái con gạch to nhất đây các bạn nhìn này, đường kính xích đạo này, so với kinh tuyến, đường kính của kinh tuyến giữa hai điểm điểm địa cầu, điểm cực Bắc và điểm cực Nam này lệch nhau, đó là đường kính của xích đạo dài hơn đường kính của kinh tuyến là 43 km. Và điều này xảy ra lý do vì sao? Vì nếu là hình tròn thì đường kính của đường xích đạo và đường kính của kinh tuyến này là bằng nhau, nhưng vì đường xích đạo là bị phình to do gì? Do trái đất có đặc điểm là tự quay quanh trục của mình, và chính vì lý do trái đất tự quay quanh trục của đó, tự quay quanh trục của mình cho nên làm cho đường xích đạo phình to ra. Giải thích hiện tượng này rất đơn giản, ví dụ như các bạn lấy một cái mảnh vải nào đó, các bạn nhúng nước và các bạn quay 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 giữ một đầu quay và đầu kia, thì các bạn thấy là nước nó bị văng văng té tung xung quanh. Thì trái đất này cũng kiểu mà trái đất bị phình to, nó cũng giống như hiện tượng mà mình vừa đưa ra một ví dụ rất đơn giản cho các bạn biết, đó là khi trái đất quay thì hai bên này nó bị phình ra, đó là lực văng trong quá trình quay. Và tiếp theo đó mình sẽ, sau video này mình sẽ giải thích là tại sao trái đất lại quay quanh trục của bản thân trái đất, và trái đất còn quay quanh trục gì nữa, và mỗi một vòng quay của trái đất là mất bao nhiêu thời gian. Chính quay quanh trục của trái đất mất bao nhiêu thời gian. Một vòng quay của trái đất quay xung quanh một trục hệ mặt trời nữa là mất bao nhiêu thời gian, thì sẽ là ở video tiếp theo. Còn video này chúng ta, mình đã truyền giới thiệu các bạn về đôi chút về sự hình thành của trái đất, và hình thù chuẩn của trái đất là hình dạng phẩm cầu bị nén hai đầu địa cực và phình to ở đường xích đạo. Ok, thế đến đây rồi thì bố hỏi lại bạn Bon rằng là trái đất có hình dạng gì? Hình dạng hình tròn á. Vẫn là hình tròn đúng không?
Rồi đấy, các bạn đến có bao nhiêu bạn sẽ lại nghĩ giống như bạn Bon sau khi mình chia sẻ kiến thức về hình dạng của trái đất, rồi dần dần mình sẽ chia sẻ cho bạn Bon một cách sâu sắc hơn về hình dạng của trái đất một cách chính xác. Nhưng những cái gì mà mình được học từ bao nhiêu năm, từ kiến thức ngấm vào tri thức của mình mà do truyền miệng, do đọc các thứ, thì rất rất nhiều người vẫn nghĩ rằng trái đất là dạng hình tròn. Rồi cơ bản những em bé như bạn Bon đây nghĩ rằng trái đất là hình tròn hay hình cầu, thì mình cho rằng đó là điều coi như là đúng đi, gần đúng nhưng chưa chính xác. Nếu chúng ta là người tìm hiểu kỹ thì chúng ta phải hiểu được rằng trái đất là hình dạng phồng cầu, hình cầu tròn nhưng mà bị nén hai đầu và phình ở đường sinh thái. Ok, trước khi video này kết thúc, mình và bạn mình đưa ra một câu hỏi cho bạn Bon cũng như các bạn. Có một câu hỏi rất hay, xem các bạn sẽ lý giải như thế nào. Giả sử các bạn có nghĩ rằng trái đất là hình vuông không? Và nếu trái đất là hình vuông thì điều gì sẽ xảy ra? Rồi các bạn hãy comment đưa ý kiến của mình dưới phần bình luận ở video, hoặc là nếu video này được xem được 2.000 lượt xem, mình sẽ ra một video giải thích rằng liệu trái đất có hình vuông không và nếu trái đất hình vuông thì điều gì sẽ xảy ra với chúng ta. Ok, còn video của mình đến đây là hết, và mình nghĩ rằng với những kiến thức mà mình vừa đưa ra cùng với bạn Bon thì mình nghĩ các bạn nên like, share và đăng ký kênh của mình để ủng hộ những kiến thức mà mình vừa chia sẻ cho các bạn biết, để các bạn đón xem những video rất hấp dẫn lần sau chia sẻ về trái đất thân yêu của chúng ta. Rồi, xin chào và hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.